Xin chào anh em quý vị và các bạn, dạo này có duyên với Lexus hay sao ấy? Mình đi qua gian hàng Lexus tại triển lãm Bangkok Motor Show và một em màu cam Lexus RC 300 đã khiến mình phải nhảy bồ vào ngay. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái sản phẩm này nhé. Sẽ quan sát tại triển lãm Bangkok Motor Show thì các cái xe đều không có chìa khóa để bật lên, cũng không được đấu nối với mình, cho nên việc tìm hiểu chắc là cũng chỉ nhanh thôi. Mong anh em thông cảm. Bây giờ mình sẽ quay cái camera lại. Rồi. RC 300. Đây là phiên bản dẫn động cầu trước tại thị trường Thái Lan. Để mình xem giá nó luôn. Bản này là bản F Sport nhá. F Sport với các cái trang bị của phiên bản thể thao của RC. Được bán với giá 5.665.000 bạc. Vâng, 5,6 triệu bạc. Đó. Quy đổi ra Việt Nam đồng sao nào? Nó khoảng 4 tỷ 3 gì đấy. Các bạn có công cụ convert thì đổi hộ giúp Hùng nhá. 4 tỷ 3. Mình nhớ là cái bản RC200T của ở Việt Nam, nếu mà có về Việt Nam thì nó loanh quanh khoảng 3 tỷ thôi chứ mấy nhở. Như vậy xe, những cái xe sang bên Thái là nó không hề rẻ đâu. Động cơ của cái mẫu xe này, đấy đúng rồi, động cơ i4 này 2.0 này. Mô men xoắn là 245 PS, quy đổi ra nó khoảng 241-242 mã lực. Và xoắn cực đại nó là 350 Nm. Rồi, bản này dẫn động cầu trước này, tăng tốc từ 0 đến 100 km là 7,5 giây. Hơi bị lâu luôn. Đây mình xem trang bị luôn này. Có Lexus Safety System, Mark Leverson, rồi đèn Ultra Compact, hồi 3D Compact 3 này, iLED này, Navigation, hệ thống treo thích ứng. Wow, khá nhiều. Ngay bây giờ chúng ta hãy ngắm nhá. Phần lưới tản nhiệt này. Thực ra lưới tản nhiệt trên cái bản này khá là đẹp. Mình cho rằng là vậy. Rất đẹp. Nó có cái gì đấy thể thao. Phần đầu xe thì nó vuốt xuống phía dưới, rất khá động học. Và phần đèn này thì đẹp thật. Đấy, đèn đóm của Lexus bây giờ nó như thế này, như dạng 3D này, toàn bóng LED hết. Rất nhiều bóng LED. Và ngôn ngữ của Lexus thì rất là rõ ràng rồi, Alpine nét trên khắp mọi đường nét, khắp mọi chi tiết. Lexus RC thì sẽ có đối thủ là Mercedes C Coupe này, kiểu như vậy. Nhìn chung cái ngôn ngữ thiết kế của Lexus trong một vài năm trở lại đây phải nói sắc sảo hơn rất nhiều rồi. Nó tách biệt ra hẳn cái ngôn ngữ thiết kế của Toyota. Đây, phần gương này thì hôm trước thì có giới thiệu với anh em rồi. Gương bây giờ Lexus là cứ phải hai màu. Kiểu dáng nhìn nó giống hệt nhau luôn. Và phần gương này sẽ được đẩy lùi ra phía sau. Đẩy lùi về phía sau. F-Sport ngay bên dưới này. Phanh có kẹp phanh Lexus luôn. Hoành tráng chưa, vành 18. Rồi lốp 235. So với cỡ lốp cùng size của xe Đức thì có vẻ như là nhỏ hơn. Kính không viền. Đó, đóng vào sẽ tự động đẩy kín. Đấy. Phần đuôi đẹp quá anh em ạ. Phần đuôi đẹp quá. Sắc sảo nhờ. Phần đuôi này có cái gì đấy khá giống, rất giống với cả Lexus ES. Chất thể thao trên Lexus bây giờ phải nói là tương đối ổn đấy chứ. Đường nét nó rõ hơn nhiều. Đấy, các bạn có thể ngắm ở đây sẽ thấy được các cái góc thiết kế rất là sắc sảo của Lexus. Phần mái cũng vuốt xuống rất là sâu. Đấy, bồ đôi. Sự thay đổi về thiết kế của Lexus đã mang lại cho các dòng xe của Lexus trở nên sắc sảo hơn rất nhiều.
Ở đây, trên này có ghi mức tiêu thụ nhiên liệu này. 7,3 lít trên 100 km là nhiên liệu hỗn hợp, 9,6 trên trong phố và 6,0 lít trên đường trường. Ở đây thì hàng loạt các cái hệ thống hỗ trợ này. Các cái thông tin là có ở đây, có Adaptive Cruise Control này, beam này, mỗi bên là 3 bóng led này, rồi hệ thống đèn đấy, ABS, rồi HAC, ABS, có hết khá nhiều. Lexus bây giờ thì cũng trang bị rất là nhiều về công nghệ an toàn. Wow, và xe đẹp đấy chứ. Hơi đáng tiếc một chút là các cái xe trưng bày ở triển lãm Bangkok Motor Show lại không đấu điện, không đấu ắc quy hoặc là không để chìa khóa, cho nên là mình cũng không bật được các cái màn hình. Những cái mẫu xe này là phải tìm hiểu về những cái chức năng ở bên trong nó sẽ hay hơn rất nhiều. Vô lăng đấy, partnership ngay sau vô lăng. Khả năng cái đồng hồ vòng tròn này là cái đồng hồ vòng tua đây, đồng hồ vòng tua thể thao mà cứ phải tua máy là cứ phải chồng ngược lên thì mới là phê. Đây là các mốt này, mốt điều khiển, rồi đạp thoại rạch tay. Bên này có trên này là có luôn, có hỗ trợ giữ làn đường, à cảnh báo trạch làn và khả năng là có sẽ phanh khoảng cách và Adaptive Cruise Control giữ khoảng cách. Rồi vô lăng thiết kế nói chung là đặc trưng của Lexus, nó thể thao. Thực ra so với các dòng xe Mercedes, Audi thì vô lăng của Lexus nhìn nó đơn giản hơn. Biểu tượng S-Sport ngay đây ạ. Và nút khởi động ngay đây ạ, ngay trên này. Cái bản RC này không có hai cái sừng hai bên để thay đổi cái chế độ lái, mà sẽ chuyển xuống phía bên dưới. Phía bên dưới đây. Mình nghĩ là cái LS hay là cái ES cũng vậy, nên chuyển thành các cái phím điều khiển như thế này, cái nút xoay như thế này nhìn nó chất hơn rất nhiều. Eco này, Normal này, và Sport cộng ở đây. Màn hình tối thui, chả thấy gì cả. Màn hình này, thực ra cái màn hình này chúng ta cũng thể đoán được nó tương tự khá giống với những cái màn hình ES hay là LS mà mình đã giới thiệu. Màn hình này thì khoảng 7 inch. Thiết kế cửa gió điều hòa đồng hồ này, rất đặc trưng của Lexus. Bên dưới này là điều khiển hệ thống điều hòa rất cơ bản. Audio đây. Rồi hệ thống loa Mark Leveson surround luôn. Nói chung là Mark Leveson là đỉnh cao âm thanh của Lexus rồi. Các cái chất liệu vật liệu ở trên cái khu vực này nhá, nhìn thì nó có vẻ gì đấy hơi cổ và hơi cũ, nhưng thực sự là cái chất liệu khá là tinh. Đó. Nó cứ xước xước và có vẻ như nó sẽ bền theo thời gian. Nhìn thì nó không thể hiện lên cái đẳng cấp của xe đâu, nếu mà nhìn qua. Nhưng mà khi mà sờ vào thì cảm giác là nó là sang, là xịn đấy. Hộp số này, hộp số 8 cấp. Hộp số trên RC này là hộp số 8 cấp nhá. Rồi các chế độ thì mình nói rồi, có on off engine, dừng hỗ trợ đèn đỏ này, tắt ESP, chế độ chạy đường tuyết này. Ủa mà cái bản này là bản cầu trước mà cũng có chế độ chạy đường tuyết á. Thực ra mình nghĩ là có cái phiên bản all-wheel drive thì hay hơn. RC350 có. Và hình như cái phiên bản RC300 là cũng có. Nhưng tại Thái Lan hôm nay, tại Bangkok hôm nay thì không thấy đâu cả. Đây. Phần điều khiển theo kiểu trackpad của MacBook này cũng nằm đây. Menu điều khiển những cái này thì quá cơ bản rồi. Các bạn có thể quan sát cái phần ghế. Mình thích nhất là chiếc ghế, phần ghế trước. Phần ghế trước của RC thiết kế khá là thể thao. Đường chỉ may này đều nổi bật. Da thì có vẻ như là rất là bền, dày dặn.
Đối với những cái dòng xe thể thao thì từng cái đường chỉ may, từng cái thiết kế nó sẽ ôm người hơn. Nhưng mà cái hàng ghế sau này mình nghĩ là sẽ không, như mình là mình sẽ không ngồi được. 1m72 như mình sẽ không ngồi được. Bởi vì nó quá chật. Hàng ghế sau này quá chật. Hơn nữa là cái mái vòm ở phía trên nó dốc xuống khá sâu. Cho nên khả năng chạm đầu khá cao, mà nếu mà chạy ở đường đường cao tốc mà lại gặp cái gờ giảm tốc thì bay lên là đầu dễ kịch vào trần lắm. Lexus RC thì có khá nhiều phiên bản, từ động cơ đến hệ thống dẫn động, cầu trước cầu sau, rồi tất cả các cầu đều có hết. Màu cam của xe phải nói là rất đẹp đúng không ạ? Rồi. Các bạn hãy rung chuông đăng ký kênh của Autodaily để tiếp tục ngắm những cái sản phẩm, những cái mẫu xe mới tại Bangkok Motor Show nhé. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn.